Hôm nay mình sẽ review cái suối tiên này nha mọi người. Nay mình sẽ mua mấy trái cacao nha mọi người. Mua 3 trái chanh dây và 1 trái cacao nha. Suối nè mọi người. Mình sẽ xuống đó nha. Suối này đẹp á mọi người. Ồ, mát quá.